Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với VFS Channel. Hôm nay mình sẽ chia sẻ thông tin đến cho các bạn đây. Thông tin đầu tiên là theo một báo cáo của một tổ chức truyền giáo Peer Network tại Trung Quốc về Sonos cũng như là ví Manet. Đó là ví mạng chính Peer tiếp tục tạo ra các hoạt động và địa chỉ sinh thái đã thay đổi. Thứ nhất, về kiểm tra dữ liệu mạng. Thì so với thống kê trước đó, dữ liệu Not hoạt động đã tăng hơn 3.000 Not active các bạn, trong khi tổng số Not lại giảm hơn 10.000. Tiếp tục dữ liệu thống kê tuần trước và duy trì xu hướng giảm. Tuy nhiên, xu hướng này tạm thời chậm lại và Hàn Quốc hiện vẫn đang là khu vực có số Not lớn nhất. Ngoài ra, số lượng ví được tạo trên các mạng thử nghiệm đã đạt gần 33 triệu và đang tiến gần tới 35 triệu. Dữ liệu này là một chỉ số tham gia quan trọng về lượng người tham gia mạng vì mạng thử nghiệm theo cơ chế một người một địa chỉ. Như vậy, chúng ta có thể thấy là số ví tạo trên testnet đã đến gần 33 triệu ví rồi. Mặc dù thì một người có thể tạo được nhiều ví, nhưng với cái số lượng 33 triệu ví testnet này cũng là một tín hiệu rất là vui mừng cho cộng đồng Peer Network. Tại vì trước đó các pioneer bị một tình trạng đó là rất nhiều lượt tải app Peer Network nhưng rất ít lượt tải Peer Browser. Và khi mà không tải Peer Browser thì các bạn sẽ không thể KYC cũng như là chưa thể tạo ví. Có nghĩa là số lượng người dùng biết đến Peer Network và tải app thì rất là nhiều, nhưng số lượng người mà hiểu về Peer Network để mà tạo ví này hoặc là thực hiện KYC cần Peer Browser thì cái số lượng tải về ở Peer Browser lại rất là ít, chỉ là 10 triệu so với số lượng tải của app Peer Network là 50 triệu, có nghĩa là ít gấp 5 lần. Nhưng mà hiện tại theo báo cáo này thì số lượng ví được tạo trên mạng thử nghiệm đã đạt con số là 33 triệu rồi, trên tổng số hơn 35 triệu pioneer. Số lượng đã tăng lên rất là nhiều so với con số 10 triệu lượt tải Peer Browser về trước đó. Đây cũng là một thông tin đáng mừng. Thứ hai là về dữ liệu mạng chính. Đó là các hoạt động trên Mainnet vẫn chưa dừng lại trong tuần qua. Các hoạt động tạo tài khoản và lập bản đồ vẫn đang diễn ra cho đến bây giờ. Trong tuần qua, tổng cộng hơn 50.000 tài khoản Mainnet đã được tạo. Đây là mức dữ liệu tương đối cao với tổng số hơn 40 triệu Peer được ánh xạ. Và lượng ánh xạ trung bình cho mỗi tài khoản vẫn là khoảng 1.000 pi. Wow, như vậy chúng ta có thể thấy là một ngày trung bình là khoảng 7.000 pi được di chuyển sang Mainnet và với hơn 40 triệu pi được ánh xạ về ví, và trung bình thì khoảng 1.000 pi cho một ví. Thực ra chưa tới 1.000 đâu, bởi vì 50.000 tài khoản được tạo và với 40 triệu pi thì đâu đó khoảng 800 pi cho một ví mà thôi. Ngoài ra, thứ hạng của các địa chỉ Mainnet cũng đã được thay đổi. Địa chỉ thứ 5 ban đầu hiện đang xếp hạng thứ 3 trong tổng số, và địa chỉ có 4 chữ cái đầu tiên là GALI vẫn chưa chắc là địa chỉ sinh thái nào và cần được xác nhận. Đây chính là ví GALI đây các bạn. Còn ví GB7B là của BitGemo này, là ví đầu tiên BitGemo, hoặc là ví GDGE là cũng là của BitGemo luôn, hoặc là GDPI chính là ví của BitGemo nha. Chúng ta có hai ví BitGemo này và một ví BitGemo đây. Còn lại cái ví mà GALI này thì hiện tại vẫn chưa xác định là của Pioneer hoặc là của hệ sinh thái nào. Còn đây là cái số lượng ví di chuyển sang Mainnet để các bạn. Ngày 27 này là khoảng 10.000 ví. Ngày 28 là đến hơn 20.000 ví. Những ngày còn lại thì đâu đó khoảng tầm 5.000 ví. Tổng cộng là tuần vừa qua đến 50.000 ví được di chuyển. Thì đây là cái biểu đồ của bên Trung Quốc và cũng như là toàn bộ thông tin về số lượng Not này, số lượng Not hoạt động cho đến ví di chuyển sang Mainnet và ví Testnet. Và rồi thông tin đó ra thì mình sẽ chia sẻ nhanh cho các bạn những video và hình ảnh của các pioneer trên toàn thế giới, bao gồm việc đồng thuận chấp nhận thanh toán Peer này hoặc là các buổi họp mặt về Peer Network trong những ngày gần đây. Như các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh tại đây là một nơi chấp nhận thanh toán bằng Peer. Pioneer chở hàng hóa chấp nhận thanh toán bằng Peer. Đây các bạn có thể nhìn thấy ở trên chiếc ô tô của anh ấy đã vẽ biểu tượng Pi với dòng chữ bên dưới là We Accept Pi 314-159. Hoặc là một hình ảnh khác tại Campuchia. Đây là nơi bán cà phê và trà sữa chấp nhận thanh toán bằng Pi. Các bạn có thể nhìn thấy biển hiệu ở phía trước bên ngoài của quán cà phê và trà sữa. Thì ngoài Campuchia ra thì ở Trung Quốc cũng có những đồng thuận Pi, như là đây là cửa hàng Ngọc Bích thanh toán bằng Pi này. Đây là bên trong cửa hàng, các bạn có thể thấy toàn bộ những sản phẩm ở đây đều là Ngọc Bích hết. Và tất cả những sản phẩm này đều được thanh toán bằng Peer nha các bạn. Hoặc hình ảnh dưới đây cũng là tại Trung Quốc nè. Đây là công ty trách nhiệm hữu hạn
câu lạc bộ doanh nhân Quảng Tây. Đấy, rất nhiều hàng hóa sẽ được kết nối vào mạng Pi. Và đây là hình ảnh các Pioneer ngồi và chia sẻ với nhau về Pi Network. Và đây là hàng hóa các bạn. Đây là hàng hóa đều có dán logo của Pi Network hết nha. Đây là một cuộc họp mặt về Pi Network. Các bạn có thể thấy những bảng hiệu có chữ Pi Network. Hoặc một hình ảnh khác tại Philippines, mà cụ thể là thành phố Davao, Philippines, vào ngày 10 tháng 3, được các Pioneer Pi Philippines chụp lại một buổi họp mặt. Đây là khung cảnh bên trong buổi họp mặt đó. Mỗi Pioneer đều mặc áo có logo của Pi Network nha. Hoặc ở Việt Nam chúng ta thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây là một ly trà sữa có in hình logo và chấp nhận thanh toán Pi này các bạn. Đây, tương lai Pi sẽ trở thành đồng tiền chung trên toàn thế giới. Hồng trà sữa là giá 1 Pi, trà xanh sữa cũng là 1 Pi, còn trà sữa các vị là 1,5 Pi cho một ly trà như vậy nha. Và phía dưới họ có ghi nè, số lượng Pi sẽ thay đổi theo giá trị của Pi. Có nghĩa là nó sẽ tùy thuộc vào giá của Pi sau này, mà họ có thể thay đổi mức giá đồng thuận. Tuy nhiên hiện tại thì mức giá đồng thuận của mỗi ly trà sữa là từ 1 cho đến 1,5 Pi mà thôi. Cho nên là đồng thuận Pi tại Việt Nam và trên toàn thế giới rất là đa dạng luôn các bạn. Mỗi ngày trôi qua mình đều nhận được tin các nơi đồng thuận Pi trên toàn thế giới, và mình sẽ cố gắng chia sẻ những thông tin tích cực đến cho các Pioneer nha. Và thông tin cuối cùng là một thông tin liên quan đến ngày 14 tháng 3 sắp tới. Đó là nhiều tin vui sẽ được công bố vào dịp kỷ niệm 4 năm top 100 cuộc thi Hackathon vào ngày 14 tháng 3. Vào ngày 9 tháng 3, danh sách sinh thái được đề xuất bởi chuyên mục Brainstorm Pi chính thức đã là trên 360 dự án. Ngày 10 tháng 3, chuyên mục soi cầu chính thức của ngày hôm nay cập nhật danh sách sinh thái của thí sinh đạt 113. Ở đây, chúng tôi gọi danh sách sinh thái này là top 100 hệ sinh thái ứng cử viên hàng đầu. Và ở giai đoạn này, 100 hệ sinh thái ứng cử viên hàng đầu đang trong giai đoạn căng thẳng của việc lựa chọn công cộng của cộng đồng sinh thái. Nhiều đội xây dựng hệ sinh thái cũng bắt đầu vận động và bầu không khí chung rất căng thẳng và hài hòa. Các ứng dụng sinh thái của top 100 ứng cử viên sinh thái là gì? Khi bạn mở brainstorm.bi và hệ sinh thái 100 ứng dụng hàng đầu sẽ được hiển thị theo mặc định. Bạn có thể duyệt qua từng hồ sơ chức năng của họ, truy cập trang web của họ mỗi ngày và đưa ra những lượt thích và khen ngợi hệ sinh thái mà bạn nhìn thấy. Đây là điều mà mọi người tiên phong nên làm, bởi vì đó là những đóng góp của tất cả các nhà phát triển sinh thái, và điều đó thật sự rất khó khăn. Theo tiến độ của cuộc thi Hackathon đầu tiên, chúng ta có thể thấy trước rằng giai đoạn lựa chọn cộng đồng của cuộc thi sinh thái sẽ sớm kết thúc, và giai đoạn tiếp theo sẽ bước vào là giai đoạn đánh giá của bên dự án, và giai đoạn cuối cùng sẽ là giai đoạn công bố giải thưởng. Và tôi khuyên bạn nên chú ý để bạn cập nhật thông báo trong màn hình app chính của Pi vào ngày 14 tháng 3. Điều đáng chú ý là bình chọn của cộng đồng sẽ chỉ được sử dụng là một trong những yếu tố tham khảo để trao giải cho dự án sinh thái, nhưng không phải là yếu tố duy nhất để trao giải, và mọi nhà phát triển phải tuân thủ theo các quy tắc nhãn hiệu chính thức. Người phụ trách Hackathon đã công khai vị trí của mình trên kênh nhà phát triển vào đêm qua. Thì cái thông tin này cũng đã được các mốt Pi trên thế giới trả lời và bật mí rồi nha các bạn. Hoặc là chính tiến sĩ Nicholas cũng có nói là vào ngày 14 tháng 3 thì Pi Network sẽ có những cái chương trình thú vị cho người dùng. Hoặc là các mốt Pi họ cũng đã nói này, ngày số Pi sẽ giới thiệu một chương trình thú vị. Hoặc đây, xin chào, hôm nay thật tuyệt. Tiến sĩ Nicholas đã trả lời một số câu hỏi của tôi. Hiện tại, toàn bộ dự án đã đến giai đoạn quan trọng. Quá trình thử nghiệm sản phẩm rất suôn sẻ và công việc nền tảng cũng đang diễn ra suôn sẻ. Hoặc đây là một phần trả lời khác của Mopi. Vâng, mọi thứ đang diễn ra một cách có trật tự. Lần này, sự thịnh vượng sinh thái thật sự đã đến. Mọi người đang kiên nhẫn chờ đợi màn hình hiển thị trên cửa sổ. Đó là những cái phần bật mí của các Mopi. Vào ngày 14 tháng 3 này sẽ có những sự kiện đặc biệt đối với Pi Network. Thì những sự kiện đó chỉ trong vài ngày tới nữa thôi. Chúng ta sẽ đến ngày 14 tháng 3. Thì sự kiện đó là gì thì các bạn chờ đến lúc đó cùng mình nha. Mình sẽ có video trực tiếp chia sẻ về sự kiện 14 tháng 3 của Pi Network. Ok, và đó cũng là toàn bộ thông tin của mình. Nếu bạn cảm thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.